Em Song Toàn được trường mới tặng học bổng toàn phần 300 triệu đồng. Cảm kích sự chính trực và lòng dũng cảm của em Phạm Song Toàn, người phản ánh cô giáo lạnh lùng lên lớp nhiều tháng không giảng bài, một trường tư thục quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và trao học bổng toàn phần cho em suốt thời gian còn lại của bậc trung học phổ thông. Trị giá học bổng khoảng 300 triệu đồng. Ngày 9 tháng 4, em Phạm Song Toàn, người phản ánh cô giáo Trần Thị Minh Châu nhiều tháng lên lớp không giảng bài, đã chính thức chuyển qua ngôi trường mới. Nơi mới em Toàn theo học là một trường trung học phổ thông tư thục quốc tế ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc nhận em Toàn vào học theo nguyện vọng của gia đình, trường còn quyết định trao học bổng toàn phần suốt thời gian học còn lại ở bậc trung học phổ thông. Quyết định trao học bổng cho em Toàn xuất phát từ việc nhà trường cảm kích về lòng dũng cảm và sự chính trực của em, phù hợp với mục tiêu giáo dục đào tạo của nhà trường. Theo nguồn tin riêng của Dân Trí, một trường đại học tư thục có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có ý định muốn tặng học bổng toàn phần suốt 4 năm đại học nếu sau này em vào học tại trường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà giáo dục, những người quan tâm đến giáo dục theo dõi sự việc cô giáo nhiều tháng lên lớp không giảng bài cũng đánh giá em Phạm Song Toàn là đại diện cho người trẻ chính trực, ngay thẳng, dũng cảm, dám lên tiếng. Nhất là việc tố cáo cô giáo, nhưng em Song Toàn thể hiện với một trạng thái rất nhẹ nhàng, chân thành và theo hướng tích cực. Nhiều ý kiến cũng đề xuất thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh nên đưa em Phạm Song Toàn vào danh sách 10 công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2018. Em Phạm Song Toàn, học sinh trường Trung học phổ thông Long Thới, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, là người đã lên tiếng phản ánh về sự việc cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên dạy toán nhiều tháng lên lớp không giảng bài, không nói chuyện, chỉ chép bài giảng rồi kệ học sinh phải tự học, tự tìm hiểu tại buổi đối thoại với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Sau đó, trong buổi đối thoại gặp gỡ với cô Trần Thị Minh Châu, em Toàn vẫn nhẹ nhàng và kiên định. Dù trao đổi với lãnh đạo sở hay với cô Châu, em vẫn giữ ý kiến của mình và phản ánh về việc cô lên lớp không giảng bài, làm học sinh căng thẳng mà mong muốn cô giảng dạy bình thường. Tiếp diễn sự việc, gia đình em Toàn đã viết đơn đề nghị được chuyển trường, nắm bắt nguyện vọng của em. Và gia đình, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết rất nhanh việc chuyển trường cho em. Đã đình chỉ lên lớp với cô giáo nhiều tháng không giảng bài. Sáng ngày 9 tháng 4, lãnh đạo trường Trung học phổ thông Long Thới, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã đình chỉ việc lên lớp đối với cô Trần Thị Minh Châu, người lên lớp không giảng bài trong nhiều tháng. Ông Bùi Minh Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Long Thới cho biết, bắt đầu từ sáng 9 tháng 4, nhà trường đã tạm đình chỉ việc lên lớp đối với cô Trần Thị Minh Châu, người lên lớp không giảng bài, không nói chuyện trong nhiều tháng. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp hội đồng sư phạm của trường Trung học phổ thông Long Thới kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ sáng ngày 7 tháng 4. Trong tuần này, hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ họp đưa ra mức đề xuất kỷ luật đối với cô Minh Châu và báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo. Được biết, hôm nay em Phạm Song Toàn cũng đã chuyển trường sang trường mới để học. Trước đó vào ngày 23 tháng 3, tại buổi đối thoại với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, em Phạm Song Toàn, học sinh trường Trung học phổ thông Long Thới, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, là người đã lên tiếng phản ánh về sự việc cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên dạy toán nhiều tháng lên lớp không giảng bài, không nói chuyện, chỉ chép bài giảng rồi kệ học sinh phải tự học, tự tìm hiểu. Sau đó, ngành giáo dục xác minh sự việc đúng như em Toàn phản ánh. Phía nhà trường đã tổ chức đối thoại giữa cô Châu và học sinh lớp nơi xảy ra sự việc không giảng bài. Cô Châu khi đó vẫn lên lớp bình thường. Tiếp đó, gia đình em Phạm Song Toàn đề nghị được chuyển trường cho em. Trong buổi họp khẩn của Ủy ban Nhân dân về sự việc diễn ra ngày 6 tháng 4, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ngành giáo dục xử lý quá chậm trong sự việc này. Việc lên lớp không giảng bài của cô Châu kéo dài 3 tháng là hành vi nghiêm trọng, bạo hành, khủng bố tinh thần học trò. Theo bà Thu, lẽ ra khi xác minh sự việc là có thật, cần đình chỉ ngay việc lên lớp của cô Châu rồi tìm hiểu xác minh. Về việc xử lý, kỷ luật giáo viên, Ủy ban Nhân dân không can thiệp, không định ra mức xử lý như thế nào, nhưng bà Nguyễn Thị Thu yêu cầu ngành giáo dục xử lý sao cho nghiêm khắc, xử lý đúng. Trong quá trình xử lý, phải căn cứ các luật, điều lệ, các văn bản liên quan để tránh việc kiện tụng. Bà Nguyễn Thị Thu cũng nhấn mạnh không thể lấy lá phiếu số đông của hội đồng kỷ luật để báo cáo. Nếu số đông xem việc cô Châu làm là không bị kỷ luật là không thể chấp nhận được.
Tranh cãi việc chuyển trường, nữ sinh phản ánh cô giáo không giảng bài. Việc chuyển trường của em Phạm Song Toàn, người phản ánh cô giáo không giảng bài tại buổi đối thoại của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Người lên tiếng về tiêu cực ra đi tìm một nơi an toàn để lại nhiều băn khoăn chăn trở. Trong tuần này, việc chuyển khỏi trường Trung học Phổ thông Long Thới Nhà Bè của em Phạm Song Toàn sẽ được hoàn tất. Có thể hôm nay em đã chuyển sang ngôi trường mới. Em là người lên tiếng về cô giáo lên lớp nhiều tháng không giảng bài tại buổi đối thoại với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi sự việc đang được xác minh chờ kiểm điểm kỷ luật các cá nhân liên quan, gia đình em Phạm Song Toàn đã đề nghị cho em được chuyển trường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt và chỉ đạo ngành giáo dục chuyển trường ngay cho em Toàn. Có lẽ lần đầu tiên một học sinh chuyển trường lại đánh động đến lãnh đạo cấp cao của thành phố. Việc em Phạm Song Toàn ở đây là đại diện cho người lên tiếng về tiêu cực, chuyển trường kéo theo nhiều tiếng thở dài. Có người cho rằng đó là sự thất bại của giáo dục, đó là sự thiệt thòi của lẽ phải, đó là sự thắng thế của tiêu cực. Nhiều người thốt lên câu hỏi sao em Toàn lại phải chuyển trường với sự thất vọng, bi quan và thậm chí phẫn nộ. Trong sự việc này, chính các nhà quản lý cũng có những quan điểm trái chiều. Quan điểm của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là em Toàn không nên chuyển trường vào thời điểm này. Đây là thời điểm đang ôn tập, các em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi. Nếu chuyển trường, việc đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến việc ôn luyện và thi của em Toàn. Em sẽ gặp khó khăn trong kỳ thi khi mà kế hoạch, nội dung và thời gian thi của các trường, của các giáo viên khác nhau. Chưa kể tâm trạng của em Toàn ít nhiều bị xáo trộn, như việc chuyển trường trong một tâm lý không tốt sẽ ít nhiều khó khăn cho em để thích nghi với môi trường mới. Quan điểm của sở, gia đình cần ân cần nhắc nhở ít nhất để kết thúc một năm học. Em xong xuôi mọi việc thi cử, ổn định tâm lý hãy quyết định. Thế nhưng trong buổi họp khẩn ngày 6 tháng 4 về sự việc này, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết nhanh việc chuyển trường cho em Phạm Song Toàn. Bà Thu phân tích việc chuyển trường chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý của em, nhưng xem xét nhiều góc độ, bà cho rằng đây là việc cần phải làm. Sự bất an này được bà Thu chỉ ra trước hết ở phía nhà trường và ngành giáo dục, chậm trễ trong xử lý sự việc. Sau sự việc, em Toàn phản ánh xác minh là đúng nhưng vẫn để cô giáo đứng lớp. Dường như nhà trường cho rằng hành vi của cô giáo là chuyện bình thường, cô chủ nhiệm biết nhưng im lặng không lên tiếng, hiệu trưởng giải quyết không quyết liệt. Qua tìm hiểu, bà Nguyễn Thị Thu cũng đau lòng khi em Toàn lên tiếng về lẽ phải, nhưng có người quay sang chỉ trích phê phán em. Bà lo ngại, sau này nhà trường bị đánh giá thi đua, nỗ lực của nhiều thầy cô không được như mong muốn, thì liệu có khả năng thầy cô xem đó là lỗi do học sinh? Tôi cảm thấy bất an nếu em Toàn tiếp tục học tại trường. Chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND không né tránh, không tô vẽ hiện thực, nhất là ở ngành giáo dục còn nặng nề về thành tích, hư danh. Quan điểm em Phạm Song Toàn chuyển trường hay ở lại đều có lý lẽ, góc nhìn riêng. Chưa hẳn ở lại em sẽ bị kỳ thị, phân biệt như lo lắng của nhiều người, hay chuyển sang trường mới thì em sẽ hoàn toàn tránh được áp lực của mọi người. Nhưng quan trọng nhất đó là nguyện vọng và lựa chọn của em và gia đình. Cô giáo im lặng không giảng bài suốt một học kỳ. Tôi là một người sống rất trách nhiệm, sống đúng đắn. Sáng ngày 7 tháng 4, tại trường Trung học Phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp kiểm điểm cô Trần Thị Minh Châu vì lên lớp nhưng không giảng bài suốt nhiều tháng liền. Tin tức trên Thanh Niên cho hay, liên quan đến vụ việc, ông Bùi Minh Bình, hiệu trưởng trường Trung học Long Thới cho biết, buổi học sáng nay là để kiểm điểm trách nhiệm của cô Trần Thị Minh Châu. Trong tuần tới, nhà trường sẽ tổ chức họp hội đồng kỷ luật rồi gửi về cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thẩm định hồ sơ. Ông còn cho biết thêm, có thể trong tuần sau sẽ có quyết định chính thức về hình thức xử lý đối với cô Châu. Bước ra từ cuộc họp kéo dài 4 tiếng, gương mặt cô Châu tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Khi được đặt câu hỏi về buổi họp, cô chỉ cho biết bản thân vô cùng mệt mỏi, không thể đính chính cho hành động đó của mình. Cô chia sẻ, hiện cô đang chịu sức ép rất lớn từ dư luận, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được như cô bây giờ. Không giải thích cho hành vi của mình nhưng cô Châu khẳng định mình là một người vô cùng trách nhiệm và đúng đắn. Cô nói, tôi nghĩ mình là một người sống rất có trách nhiệm, sống đúng đắn. Gần 20 năm qua tôi chưa nghỉ dạy hôm nào, cũng như chưa bao giờ đi trễ, thì có thể thấy tôi là một người như thế nào.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 23 tháng 3, trong chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh với học sinh tiêu biểu năm 2018, em Phạm Song Toàn, Trung học phổ thông Long Thới Nhà Bè đã bật khóc khi nói về cô giáo dạy toán của mình. Em cho biết cô giáo vào lớp nhưng không nói gì với học sinh, không giảng bài mà chỉ viết lên bảng rồi cho học sinh làm bài tập. Trong suốt một học kỳ, không khí lớp học vô cùng nặng nề và căng thẳng. Được biết, vào năm 2011, cô Trần Thị Minh Châu từng bị phản ánh dùng lời lẽ phản cảm với học sinh, bắt học sinh chép phạt hơn 200 lần. Vì không chịu được những lời lẽ xúc phạm và hình phạt quá nghiêm khắc của cô giáo mà nhiều học sinh đã chuyển lớp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.